Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di động Thông minh. Ở thời điểm hiện nay, khi mà những chiếc iPhone 12 series chính hãng đã được bán ra tại thị trường Việt Nam thì việc chọn mua giữa các phiên bản là không hề dễ dàng. Ví dụ như những chiếc iPhone 12 và 12 Pro có cùng kích thước nhưng mà giá thì chênh lệch nhau lên tới tận hơn 5 triệu đồng. Và nhiều bạn sẽ băn khoăn và lăn tăn không biết là liệu có nên bỏ thêm 5 triệu đồng này để mua iPhone 12 Pro hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những chiếc iPhone 12 Pro tại Di động Thông minh thì các bạn cũng có thể click vào bên dưới phần mô tả của video này nhé. Có một vài những cái điểm khác biệt nho nhỏ trong cảm giác cầm nắm cũng như là thiết kế của iPhone 12 Pro so với iPhone 12 thường. Những chiếc 12 Pro thì nó sẽ nặng hơn khá nhiều so với iPhone 12 khi mà các bạn cầm cả hai mẫu máy trên tay. Còn khi mà cầm riêng ra thì chưa chắc đã thấy được cái điều khác biệt này đâu. Mà kể cả có nặng hơn đi chăng nữa, một khi đã thích rồi thì đều chấp nhận hết được đúng không? Với việc được trang bị cái khung viền thép không gỉ sẽ có cả ưu và nhược điểm. Và ưu điểm thì nó sẽ là mang đến cho các bạn sự sang trọng, bóng bẩy, đúng chất nhiều tiền. Nhưng bóng bẩy quá thì nó cũng sẽ đi kèm với cái bất lợi, đó chính là máy dễ bám dấu vân tay cũng như là mồ hôi trong quá trình sử dụng. Nhìn cái viền lúc nào nó cũng sẽ rất là lem nhem nếu như bạn nào mà không dùng ốp. Hơn nữa, viền thép thì rất dễ trơn trượt và không được bám tay bằng viền nhôm trên iPhone 12. Vậy nên nếu bạn nào dùng ốp thì không nói rồi, còn nếu bạn nào dùng trần thì phải cực kỳ cẩn thận trong quá trình sử dụng nhé. Nói về phần màn hình trên những chiếc iPhone 12 Pro thì nó cũng sẽ có kích thước tương đương với những chiếc iPhone 12 là 6,1 inch. Nhưng mà iPhone 12 Pro được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED, thế hệ mới hơn so với màn hình trên những chiếc iPhone 12 chỉ sử dụng cái công nghệ màn hình của những chiếc iPhone 11 Pro năm ngoái. Thế nên nếu mà để so sánh chi li chi tiết một chút thì những chiếc iPhone 12 Pro này sẽ cho cái độ sáng cao hơn, màu sắc rực rỡ hơn cũng như là độ tương phản cũng sẽ nhỉnh hơn. Nhưng đấy là các bạn phải để ý kỹ lắm mới thấy, còn đâu với những người dùng cơ bản thì hai cái màn hình này đều như nhau, chất lượng hiển thị thì không hề khác biệt tí nào. Nói chung thì đây là một màn hình quá tuyệt để làm việc cũng như là giải trí, không cần phải lăn tăn gì cả, hơn nữa lại còn được hỗ trợ Dolby Vision cũng như là HDR10 và HLG nữa. Cấu hình bên trong của những chiếc iPhone 12 Pro thì cũng sẽ tương tự với những chiếc iPhone 12 hay là 12 Pro Max cả. Chúng ta đều có con chip Apple A14 Bionic cực mạnh mẽ hàng đầu hiện nay của Apple cũng như là trong cả thế giới smartphone. Không cần phải nói quá nhiều về sức mạnh của con chip này rồi. Năm nay thì Apple cũng phân biệt một chút giữa những phiên bản cao cấp với phiên bản thường ở trang bị RAM. 6GB RAM trên iPhone 12 Pro và 4GB RAM trên iPhone 12 cùng với bộ nhớ trong cơ bản của iPhone 12 Pro cũng sẽ cao hơn là 128GB so với là chỉ 64GB trên iPhone 12. Vậy nên để mà chọn máy nào thì cũng cần phải xem xét từ nhu cầu của các bạn nữa. Bạn nào mà cần làm nhiều tác vụ cùng lúc và cần lưu trữ nhiều dữ liệu, hình ảnh thì hãy chọn iPhone 12 Pro nhé. Riêng thôi thì 4GB RAM cùng với 64GB là quá đủ để các bạn sử dụng rồi, đa nhiệm cực ổn. Và nếu như bạn nào camera trên iPhone 12 Pro thì nhỉnh hơn tận 2 cái so với iPhone 12, nhưng mà liệu thực sự nó có vượt trội hơn hẳn hay không? iPhone 12 Pro thì sẽ có tới tận 4 camera, bao gồm một camera góc rộng 12MP khẩu độ f1.6, một camera tele 12MP khẩu độ f2.0, một camera góc siêu rộng 12MP khẩu độ f2.4 và chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến LiDAR. Trong trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng là hai cái camera chính trên hai chiếc iPhone này cho chất lượng chụp hình không khác biệt nhau một tí nào, bởi vì là nó có cùng cảm biến cũng như là cùng công nghệ rồi. Còn khi mà các bạn chụp hình chân dung với những chiếc iPhone 12 Pro thì nó sẽ cho ra những bức hình với thuật toán xóa phông cũng như là cái khả năng đo lường không gian tốt hơn, bởi vì là nó có camera tele với cả camera LiDAR hỗ trợ để các bạn đo độ sâu trường ảnh rồi. Nhưng với iPhone 12 nó lại cho ra hình ảnh có độ chi tiết tốt hơn một chút xíu. Bởi vì khi chụp hình chân dung thì những chiếc iPhone 12 sẽ sử dụng chính cái cảm biến có khẩu độ f1.6 lớn hơn cái khẩu độ camera tele trên những chiếc iPhone 12 Pro chỉ là f2.0 một thôi. Thế nên nó sẽ thu sáng tốt hơn. Nhưng mình lưu ý với các bạn một chút, đây là khi mà mình chụp chân dung trong điều kiện ánh sáng không được lý tưởng lắm thì khi đó mới xảy ra những cái hiện tượng đó là iPhone 12 Pro cho hình chi tiết không bằng iPhone 12. Còn nếu như mà các bạn chụp chân dung cho điều kiện ánh sáng rất là tốt thì đương nhiên là cả hai chiếc điện thoại này đều sẽ cho ra những bức hình chân dung với chất lượng tương đương nhau.
Vậy nên thì mới nói là nếu như bạn nào thực sự cần tới camera tele hay là lidar để sử dụng trong công việc hàng ngày, rồi là trong các hoạt động thực tế ảo, thì hãy mua iPhone 12 Pro nhé. Còn không thì với iPhone 12 là đã quá đủ để sử dụng rồi. Cuối cùng là về mức dung lượng pin, những chiếc iPhone 12 Pro và iPhone 12 thì có cùng mức dung lượng pin là 2815 mAh, cho thời lượng sử dụng khá là xem xếp nhau. Có chênh lệch thì chắc chắn là iPhone 12 sẽ sử dụng được lâu hơn một chút so với là iPhone 12 Pro, nhưng mà mình đảm bảo với các bạn là nó vẫn sẽ phục vụ cho các bạn trong một ngày dài được, nếu như bạn nào là dân văn phòng thường xuyên sử dụng máy tính hơn là điện thoại. Còn nếu như mà sử dụng điện thoại thường xuyên thì chắc chắn là chiếc điện thoại này không thể nào mà trụ được cả ngày dài đâu nhá. Ok, còn các bạn thấy sao về việc bỏ thêm hơn 5 triệu đồng để các bạn sẽ có cái khung viền thép, có thêm 6GB RAM, rồi là có thêm cảm biến tele và cảm biến lidar? Hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn riêng với bản thân mình thì mình thấy rằng là nếu mà các bạn nào mà thích cái viền thép á, nói chung là thích 3 mắt, 4 mắt trên iPhone 12 Pro thì có thể lựa chọn. Còn nếu như mà cân nhắc về nhu cầu sử dụng thực tế thì mình sẽ chọn iPhone 12 thay vì là iPhone 12 Pro. Và các bạn thấy sao thì cùng để lại ý kiến nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!